Nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bộ adapter chế cho máy tính bảng. Đấy, hiện tại là mình đang chạy qua adapter và dòng đang chạy loanh quanh tầm mà ổn định. Đây, máy chạy rất mượt. Đây là bộ adapter kiêm cả sạc di động, sạc dự phòng. Còn đây là cái này là chỉ adapter không, nhưng mình chưa chưa nắp, chưa dán keo vào nên nó hơi bọt ẹp. Bây giờ mình sẽ tắt máy và chuyển sang dùng pin cho máy. Chiếc máy này đang bị chết IC nguồn nên là không thể cắm sạc qua cổng micro USB. Mình đã chế cho nó một cái sạc ngoài kiêm kiêm adapter, có thể là kiêm luôn cả pin ngoài cho nó, nhưng mà hiện tại pin ngoài đang chạy chưa ổn định nên là mình bỏ chế độ đấy đi. Để tắt máy đi, tắt máy. Tắt máy đi, khi máy tắt hẳn thì dòng dòng hiện trên này có trở về không. Đây. Mình ở cái máy này có một cái công tắc để chuyển nguồn, chuyển giữa pin và dùng adapter. Mình gạt công tắc lên thì vì là mở quá, gạt công tắc lên thì pin sẽ chạy. Đấy, bây giờ hiện tại đang sạc, pin nó đầy 100% nên dòng sạc vào rất là thấp. Nhưng mình có thể rút cái này ra thì nó vẫn có điện. Đấy. Dòng hiệu điện thế của pin là 4,2V và đang không có dòng gì cả. Đấy. Và mình bật nguồn lên. Đây, khi mình gạt cái nút này xuống thì pin tắt, không có dòng, gạt lên thì có dòng. À, có hiệu điện thế. Gạt xuống thì mất. Gạt lên thì có. Đấy. Bây giờ mình chạy bằng pin. Đấy, máy bắt đầu bật rồi, khởi động. À, máy khởi động rất trơn tru. Giờ mình sẽ tắt máy đi, chuyển sang chế độ chạy adapter. Dẫn vào. Bây giờ mình tắt công tắc ở đây. Tắt công tắc ở đây thì máy sẽ báo là không có nguồn. Rồi. Và mình sẽ cắm vào adapter. Nguồn đang hiện 4,4V và khi cắm vào máy sẽ tự bật. À không, máy không bật. À, máy tự bật. Đấy. Máy tự bật và đang ăn dòng. Đấy, khởi động lên bình thường. Đấy. Có thể chạy lướt web và xem phim thoải mái. Đây, mình cho cài đặt wifi cho nó này. Connect. Rồi, mở video lên. Là khi máy chạy bình thường, mình sẽ cắm USB OTG vào để
để cho máy lốt phim. Đặc điểm của cái máy này lại nhận nhận USB nhưng mà lại không nhận sạc. Mình chạy pin để đây cho các bạn xem dòng.